Tập 10. Cậu mang thai rồi. Trời ơi, bất ngờ quá đi. Nói thật lòng, hôm đó biểu cảm của mình cũng y hệt cậu. Không đúng, phải nói là vui mừng cung xiết. Vậy cậu tính làm thế nào? Mình tính kết hôn với anh ấy, sau đó sinh con ra. Vậy thì tốt quá đi. Cậu tính chừng nào thì tổ chức hôn lễ? Chắc là nhanh thôi, tới lúc đó sẽ thông báo cho cậu. Ông xã, chúng ta nhất định phải chuẩn bị một phần quà lớn cho Thiến Thiến. Đó là điều đương nhiên. Nhóc con, chào con. Dì là dì Tịnh Nghi. Em nói coi, nhỏ xíu như vậy có thể nhìn ra là nam hay nữ không? Em coi thử. Tốt nhất là em không nên coi. Coi rồi em lại bực mình. Anh nói coi, đứa nhỏ này mưu tính quỷ quại chính mình. Em đã nói với nó bao nhiêu lần rồi, tránh xa Vương Tiến một chút. Anh coi, kết quả vẫn là gây ra chuyện. Vậy em chắc chắn nó là của Vương Tiến. Em đánh anh làm cái gì? Em đánh anh làm gì? Coi anh nói giống anh không? Anh coi con gái của em là loại người gì? Là loại hay thay đổi sao? Không phải của Vương Tiến thì còn là của ai? Không phải anh chỉ nghĩ thôi sao? Nghĩ cũng không được nghĩ. Hai người ở đây sao? Anh hỏi em, sao lại đem chuyện mang thai nói với Tịnh Nghi? Anh từng nói sau khi về sẽ tìm em nói chuyện. Em vẫn luôn đợi anh, nhưng anh mãi không tìm em. Cho nên em mới chính miệng nói với cô ấy. Em từng nói sẽ cho anh thời gian. Anh đang chuẩn bị gọi điện cho em. Sao không thể đợi thêm chứ? Anh còn muốn để em đợi? Chuyện anh nên làm nhất lúc này là nắm tay em nói cho cô ấy biết anh là ba của con em. Nắm tay em. Sau đó thì sao? Sau đó sẽ làm cái gì? Nếu mà làm như vậy, chúng ta sẽ lại quay về và xuất phát. Vậy thì việc gì anh phải cưới cô ấy? Nói tóm lại là anh vẫn không cần em và con. Nếu như anh không cần con, anh sẽ gạt em, sẽ khuyên em bỏ đứa bé đi. Anh không có làm như vậy. Tại vì sao chứ? Bởi vì anh sợ. Phải, anh sợ. Anh sợ mất đi em. Thiến Thiến, nhìn vào mắt anh, anh xin thề, anh nhất định sẽ cưới em. Đợi anh có được không? Cho anh thêm thời gian. Được. 3 ngày. Em cho anh 3 ngày thời gian. Thiến Thiến, thêm 1 ngày nữa cũng không được. Giờ con em muốn ăn dâu. Vào mùa này, em kêu anh đi đâu mà mua dâu đây? Anh đã nói là sẽ không vứt bỏ em và con. Ngay tới chút yêu cầu này của em, anh cũng không đáp ứng được sao? Trả tiền. Trả gấp đôi. Cậu không nhầm đó chứ? Chúng tôi đã cản Thiến Thiến lại rồi. Hôn lễ của Vương Tiến cũng tiến hành như dự định. Tuần trăng mật không phải cũng đã xong rồi sao? Phải rồi, dựa vào đâu nói chúng tôi trả tiền? Tóm lại là giờ chuyện đã trở nên phiền phức. Hai vị vẫn nên mau chóng chuẩn bị tiền thì hơn. Cậu không nhầm đó chứ? Đứa con mà Thiến Thiến đang mang chính là... Sao hả? Ông còn muốn để cô ấy sanh nó ra? Ý cậu là gì vậy chân chó? Lẽ nào để người làm mẹ như tôi ép con gái mình đi phá thai sao? Nếu thực sự là như vậy thì không cần trả tiền nữa. Tôi nói hai người biết, Vương tổng của chúng tôi tuyệt đối sẽ không cần đứa nhỏ này. Một là phá thai, hai là trả tiền. Hai chọn một. Hai người tự cân nhắc đi. Thiến Thiến đã có con luôn rồi. Ngưỡng mộ cô ấy quá đi. Chừng nào thì chúng ta mới có được đứa con riêng của mình đây? Sẽ nhanh thôi. Anh phải có lòng tin. Chiếc điện thoại này cũ quá rồi. Em đổi cho anh cái mới nha. Tịnh Nghi, em có muốn ăn dâu không? Dâu sao? Được thôi. Mẹ con về rồi. Tịnh Nghi, về rồi sao? Mẹ lại đăng lên nữa sao? Vất vả như vậy đừng làm nữa. Không sao. Vương Tiến đâu? Anh ấy nói có chuyện, đưa con về xong lại đi rồi. Mẹ coi, anh ấy mua dâu cho mọi người nè. Dâu.
dâu mùa này đắt tới cỡ nào. Nó thật là biết tiêu tiền lung tung. Mẹ nói là Tịnh Nhi, con phải quản chặt nó một chút, đừng để nó cảm thấy có nhà con rồi thì liền đắc ý mù quáng. Mẹ, tụi con bốn mùa đều ăn, có nhiêu tiền đâu. Không thể nói như vậy được. Mẹ biết con lương thiện, nhà con có tiền. Nhưng mà con đã bước chân vào cái nhà này rồi, thì chúng ta chính là người một nhà. Sau này chúng ta phải sống một cuộc sống bình thường như những nhà khác. Mẹ biết, yêu cầu con như vậy, trong lòng con sẽ thấy ấm ức. Nhưng mà chúng ta không thể chịu hư Vương Tiến. Để nó cảm thấy có con rồi, thì liền có thể tiêu xài lung tung. Con không cảm thấy ấm ức. Nghèo cũng được, giàu cũng được, chỉ cần mọi người vui là được. Mẹ đã thấy mắc, vậy thì sau này con sẽ mua bớt lại. Không phải, con sẽ không mua nữa. Nghe lời là tốt. Vương Tổng, thế nào rồi? Gia Dượng cô ấy đồng ý rồi, nhất định sẽ không để đứa bé sinh ra đời. Con người của Dư Thiến Thiến tôi thấy không yên tâm. Lời của Gia Dượng cô ấy tôi cũng không tin nổi. Vậy phải làm sao? Hay là trói cô ấy lại? Dù sao người mà tôi quen biết chắc chắn có thể làm một cách sạch sẽ dứt khoát. Còn trói nữa, anh tưởng mình là xã hội đen sao? Tôi cũng chỉ nói miệng thôi. Được rồi, đưa cây này tới cho Dư Thiến Thiến. Đây là gì vậy? Anh đừng hỏi nữa, cứ đưa qua đó là được rồi. Được. Chuyện lớn như vậy lại không nói cho người nhà biết, con coi mẹ là người chết sao? Sau khi sanh con có rất nhiều cơ hội, nhưng mà con giờ con đang làm cái gì chứ? Sanh nó ra nó sẽ là con hoang đó, con có biết không? Con nhất định sẽ sanh đứa bé ra. Sanh ra rồi con nuôi kiểu gì? Một mình con nuôi vất vả thế nào con biết không? Chuyện này con có từng nghĩ qua không? Sao giờ mẹ lại quan tâm con dữ vậy? Không đúng. Không phải mẹ quan tâm con, mà là sợ phải trả tiền. Bị con nói trúng rồi. Con nói rồi, con sớm đã không còn coi mẹ là mẹ nữa. Cho nên mẹ bớt quản chuyện của con lại. Đợi đã. Dư Thiến Thiến, mẹ mặc kệ sau này con có coi mẹ là mẹ nữa không. Con là con gái mẹ, sự thật này suốt đời con cũng không thoát được. Cho nên con nhất định phải bỏ đứa nhỏ đó đi. Mẹ không thể để con sanh nghiệt chủng này ra. Con của con không phải là nghiệt chủng, nó có ba. Ba nó tên Vương Tiến. Vương Tiến sớm đã nói với con, anh ấy sẽ ly hôn với Tịnh Nghi rồi sẽ cưới con. Vậy nên con cảnh cáo mẹ, đứa bé này không phải là con hoang. Được, dù nó có hứa với con, vậy thì sao chứ? Vậy chừng nào nó sẽ cưới con? Rõ ràng là nó đang gạt con. Dù anh ấy có gạt con cũng nhận. Con cũng có thể một mình nuôi lớn đứa bé. Con sẽ không làm phiền mẹ, sẽ không cầu xin mẹ. Nếu như mẹ cảm thấy cần thiết, hôm nay ngay bây giờ con có thể lập tức dọn đi. Thiến Thiến, không phải là mẹ. Con nhỏ chết tiệt, sinh ra chính là để đối đầu với mình mà. Tức chết đi được. Phải tính sao bây giờ? Vậy tiền đó chúng ta trả không nổi rồi. Tiền anh chỉ biết mỗi tiền. Yêu tiền thì ở với tiền suốt đời đi. Anh vào trong nhà trước đi, em đang bực mình đây. Người khác kết hôn đều mặt mày rạng rỡ. Sao mới về con đã mặt mày rầu rĩ vậy chứ? Dạo này nhiều việc quá, con bận tối tăm mặt mày suốt ngày. Không phải vài ngày nữa con mới đi làm lại sao? Con bận cái gì? Mẹ hỏi con, đêm tân hôn con đã chạy đi đâu? Bỏ mặt Tịnh Nghi một mình ở trong khách sạn. Con đã là người có gia đình rồi. Mấy thứ chó mèo trước đây đừng có qua lại nữa. Mẹ nói cái gì vậy? Mẹ nói con biết, nàng dâu hiện giờ là do con chọn. Mẹ mong các con có thể sống cho thật tốt. Mục đích kết hôn ban đầu đều không phải là để ly hôn, đúng không? Sau này tự mình tùy tiện làm chuyện gì cũng đều phải nghĩ cho rõ ràng. Mẹ không có yêu cầu gì khác với con, chỉ yêu cầu mỗi một việc, sống cho tốt vào. Con có làm được không? Con biết rồi mẹ. Khuya vậy rồi, ai còn gọi điện nữa? Đồng nghiệp công ty. Là hồ ly tinh đó sao? Hay là mẹ nghe đi. Mẹ không xem. Dù sao những lời hôm nay mẹ nói
Con nhớ kỹ cho mẹ. Con biết rồi mẹ. Được rồi. Mẹ cũng mệt rồi. Mẹ đi ngủ đi. Mẹ ngủ ngon. Alo, em nhận được dâu rồi. Rất ngon. Vậy thì tốt. Ngày mai anh qua đây một lát đi. Sẵn tiện mang theo ít hình em bé. Với lại em muốn ăn kem bơ. Trưa mai không được. Giờ con của chúng ta là ưu tiên hàng đầu. Anh đừng có quên đó. Thời gian em cho anh không còn mấy ngày nữa. Được rồi. Trưa mai anh sẽ qua đó. Nhưng mẹ em và gã đàn ông đó phải tính sao? Đừng có lo. Trước khi anh tới, em sẽ tìm cớ đuổi họ đi. Được. Cục cưng. Chỉ cần còn có con, ba nhất định sẽ không rời xa chúng ta. Em sao vậy? Nghĩ cái gì vậy? Em vừa tới đã khiến mẹ tức giận. Mẹ giận sao? Làm gì có. Em biết em có rất nhiều khuyết điểm. Không biết cần kiệm, tiêu xài hoang phí. Nhưng mà em sẽ sửa. Ông xã phải giám sát đốc thúc em. Giờ đã bắt đầu thể hiện lòng thành rồi. Em mong mỗi ngày mẹ đều vui vẻ. Tịnh Nghi, mẹ đã rất công nhận em rồi. Mẹ đã rất vui rồi. Nhưng thứ em làm vẫn chưa tốt. Vẫn cách rất xa yêu cầu của mẹ. Em sẽ nỗ lực, thiệt đó. Thực ra em có thể gả cho anh. Anh đã rất hài lòng rồi. Anh không hy vọng em bị ấm ức, bị khổ. Em mong là anh đừng có giống như những người đàn ông đã có vợ khác, bị mắc kẹt giữa mẹ và vợ. Em mong anh được hạnh phúc. Nhà đầu ngốc, em sẽ khiến anh hạnh phúc mà. Em cho anh thời gian 3 ngày. Thiến Thiến, thêm một ngày nữa cũng không được. Dậy rồi hả? Mẹ, mẹ đi mua đồ ăn sáng sao? Con đã nấu xong rồi. Xin lỗi, con đã dậy trễ. Con không biết là mẹ đi mua đồ ăn sáng. Không sao, mẹ mua món mà Vương Tiến thích ăn nhất, sữa đậu nành và bánh quẩy. Đồ ăn sáng làm xong rồi à? Ăn thử coi. Chiên hơi bị khét. Không sao, ngon lắm. Mẹ, Tịnh Nghi nấu ngon lắm đó. Sau này chúng ta cứ ăn cái này đi. Mẹ ngồi xuống cùng ăn đi. À, vậy được. Vậy sau này bữa sáng cứ để Tịnh Nghi làm. Từ hôm nay mẹ triệt để được giải phóng rồi. Các con từ từ ăn. Mẹ về phòng thu dọn một lát đã. Mẹ giận rồi. Không sao. Gì mà không sao. Em còn nấu cháo nữa. Múc chén cháo đưa vô cho mẹ vậy. Anh ăn xong thì đi làm đi. Được. Mẹ, con vô được không mẹ? Mẹ, mẹ vẫn chưa ăn sáng đó. Con đã nấu cháo cho mẹ. Để đó đi. Mẹ, kể từ mai con sẽ nấu bữa sáng. Trước đây con không biết quy định trong nhà. Mẹ đừng có giận nữa. Con xin lỗi. Không biết thì có thể hỏi. Con nghĩ đi. Vương Tiến ăn đồ ăn con làm, sao mà no bụng được? Nhưng đồ mà con nấu cũng rất có dinh dưỡng.
Đồ mẹ nấu thì không dinh dưỡng. Nếu mà không dinh dưỡng, sao có thể nuôi Vương Tiến lớn được như vậy? Ý con không phải vậy. Tịnh Nhi, nếu con không biết cái gì thì có thể hỏi mẹ. Hôm nay con nấu cháo gì vậy? Cháo hột vịt bát thảo thịt nạc. Trời ơi, nấu có chút cháo vừa hột vịt bát thảo vừa thịt nạc, lãng phí biết bao. Tịnh Nhi, con biết số tiền đó tiết kiệm từ đâu mà ra không? Đó là từ cái miệng mà ra. Vậy chén cháo này để mẹ ăn đi. Mùi vị không tệ. Thật sao? Ngon lắm. Tịnh Nhi, hay là vậy đi. Buổi trưa Vương Tiến không về nhà, chúng ta sang món cháo này. Món cháo này còn phải để tới trưa. Được, con nghe lời mẹ. Ngoan, vậy là đúng rồi. Ông về rồi. Chị Trương, chị có cái này để ở đâu? Đưa tôi đi. Ông Triệu, ông tới thật đúng lúc. Có một chuyện tôi đang tính hỏi ông. Ông Triệu, mới đầu ông đi tới nhà mới của nhà họ Vương, căn nhà đó rốt cuộc là như thế nào? Lớn cỡ nào? Mấy lầu, có thang máy không? Sao bà lại nhớ tới chuyện này mà hỏi? Tôi lo Tịnh Nhi sống không được thoải mái. Bình thường đều là cơm bưng tới miệng, áo mặc tận tay. Giờ bỗng dưng phải tự sống một mình, tôi thực sự lo cho nó lắm. Cũng phải. Vậy nếu như bà lo lắng thì tới đó thăm đi. Dù sao cũng ở gần đây. Hay để tôi lái xe đưa bà đi. Tôi nói thật với ông vậy. Nhà bà xui, trước giờ không có mời tôi qua đó bao giờ. Tôi cũng không tiện tự mình qua bên đó. Với lại Tịnh Nghi vừa mới dọn qua bên đó sống, tôi đã vội vàng sang đó thăm. Liệu có khiến chị xui đa nghi không? Tôi thấy chuyện này có gì đâu. Chúng ta sẽ nói Tịnh Nghi không biết làm việc nhà, sau đó kêu chị Trương qua đó phụ giúp. Giúp nó làm việc thì nó có gì mà không vui chứ? Đúng rồi, sao tôi lại không nghĩ tới vậy? Cảm ơn ông Triệu. Tốt quá rồi. Đúng rồi, sao mình cũng không nghĩ tới vậy? Cảm ơn bác sĩ. Được, đi thông thả. Bác sĩ, chỗ ông chuyên trị những chứng bệnh khó chữa sao? Bao trị bách bệnh. Nếu trị không khỏi thì sao? Không lấy một xu. Bà không khỏe chỗ nào? Tôi muốn phá thai. Bà muốn phá thai? Uống hết chỗ này đi. Đây là cái gì? Mẹ không để con sanh đứa bé này ra, nó sẽ hủy hoại con. Mẹ có thể làm chủ thay con sao? Mẹ mặc kệ sau này con hận mẹ cũng được, không nhận mẹ cũng được. Mẹ không thể để gã đàn ông thối đó hủy đi tiền đồ tốt đẹp của con. Uống đi. Chuyện này không liên quan tới mẹ. Có chết vì Vương Tiến con cũng thấy vui lòng. Mới đầu mẹ nên nghe lời bà ngoại con, phá bỏ con, cũng không gả cho ba con, thì mẹ đã không có ngày hôm nay. Thiến Thiến, thanh xuân này ai cũng đều trải qua. Tình yêu ai rồi cũng trải qua. Nhưng mà hiện thực lại tàn khốc. Con của bây giờ chính là mẹ của 20 mấy năm về trước. Mẹ không thể để con dẫm vào vết xe đổ của mẹ. Vậy nên mẹ bắt con bỏ đi đứa con của mình sao? Con rồi sẽ có lại. Nhưng mà đời người chỉ có một lần. Không có Vương Tiến và con thà không có cuộc đời này. Sao con cứ phải đi con đường mà mẹ đã đi chứ? Đây chính là số phận. Mẹ có biết không? Mới đầu mẹ muốn có đứa con trong bụng là con tới giường nào, thì giờ con cũng muốn có nó tới giường đó. Mẹ, mẹ mặc kệ, mau uống đi. Con không uống, uống, con không uống. Con không uống. Mẹ làm vậy chỉ cần khiến con thêm hận mẹ.
Con rõ ràng là muốn làm mẹ tức chết mà. Bạn học Tiểu Diêu yêu dấu của tôi ơi, đừng khóc nữa. Có khóc nữa thì số tiền này cũng không thể tự từ trên trời rơi xuống. Mấy đàn ông thối các người, ngoại trừ tiền thì chỉ biết hủy đi cuộc đời của người khác. Sao em lại nói anh vậy? Chuyện này có liên quan gì tới anh? Anh không phải đàn ông sao? Nhưng người phá hủy cuộc đời của Thiến Thiến là Vương Tiến. Em mặc kệ nó là ai. Giờ nhìn thấy đàn ông là em liền muốn đánh. Giờ quan trọng là phải để Thiến Thiến bỏ đứa bé trong bụng đi. Con của nó còn sống một ngày thì trong lòng em không thể để cho Thiến Thiến làm mẹ đơn thân được. Anh phải nghĩ cách đi chứ. Vậy em cảm thấy Thiến Thiến sẽ nghe lời chúng ta sao? Vậy anh nói phải làm thế nào? Anh cho em một chủ ý vậy. Chúng ta không cần trả tiền, vừa có thể để Thiến Thiến bỏ đứa bé đi. Nói không chừng chúng ta còn kiếm thêm được một khoản nữa. Siêu gì mà linh dữ vậy? Mượn đao giết người. Tịnh Nhi, có muỗi mấy cái chén, con đã rửa hết nửa ngày trời rồi. Con sẽ nhanh hơn. Mấy cái chén có cần rửa sạch tới vậy không? Lúc trước bọn ta đều dùng nước tráng qua thôi, không có sạch tới vậy đâu. Với lại giờ chỗ nào cũng thiếu nước, chúng ta tiết kiệm nước chút, coi như là tích nước đi. Con biết rồi. Con rửa đi, mẹ đi nghe máy. Dạ, lẹ lên nha. Alo, đây là nhà Vương Tiến. Tôi là mẹ của Vương Tiến. Tôi là mẹ của Diêu Thiến Thiến. Con trai bà dụ dỗ con gái tôi, làm to bụng con gái tôi. Cái gì? Ai làm to bụng ai? Con trai bà phải chịu trách nhiệm. Mới đầu con trai bà tính cưới nó, kết quả lại chạy mất, rồi kết hôn con gái của nhà họ Diệp. Nói như vậy là đang chơi đùa phái nữ, tội ác tày trời, thương thiên hại lý, thiên lý bất dung. Con trai bà nhất định phải trả giá. Giờ con gái tôi ngày càng ốm đau bệnh tật, nằm liệt giường. Con trai bà lại chạy đi hưởng tuần trăng mật. Đây là đạo lý gì chứ? Người làm mẹ như bà, người làm mẹ như tôi sẽ không dương mắt nhìn con gái mình phải chịu tội đâu. Tôi nhất định phải tìm cô con dâu vừa qua cửa nhà các người, nói rõ hết trong một lần. Tôi nhất định phải dùng thái độ cứng rắn đưa ra một sự kết thúc với nhà họ Vương các người. Các người cứ ở nhà mà đợi tôi đi. Em nói thế nào hả? Quá là có cá tính rồi. Cơn tức này vừa xả ra ngoài, lòng em thoải mái biết bao nhiêu. Tiêu rồi, làm to bụng người ta rồi, phải tính sao bây giờ? Mẹ, con rửa xong rồi. Xong rồi sao? Ai gọi điện tới vậy mẹ? Vương Tiến sao? Không có, không ai tìm Vương Tiến hết. Là mẹ dùng tên của Vương Tiến để mua bảo hiểm. Là công ty bảo hiểm gọi tới. Đúng rồi, Tịnh Nhi, con bận cả ngày rồi, con không muốn ra ngoài đi dạo, thăm bạn bè, về thăm nhà gì đó sao? Con không mệt. Tịnh Nhi nè, con vừa dọn qua đây, mẹ con chắc chắn là không yên tâm, con về nhà xem thử đi. Thật sao? Mẹ cũng không phải là kiểu mẹ chồng không chịu nói lý. Muộn chút rồi hẳn về cũng được. Dạ, cảm ơn mẹ. Thiến Thiến, cậu đang làm gì vậy?
Dạo này phản ứng lớn không? Cả ngày không ăn cơm nổi. Mình làm dâu còn mệt hơn cả đi làm nữa. Đi làm còn được nghỉ ngơi. Làm dâu ngay tới một kỳ nghỉ cũng không có. Cậu đừng có ở nhà mãi nữa. Ra ngoài đi dạo, hít thở không khí trong lành. Mình cảm thấy không có chút sức nào hết. Phòng dậy nhảy cũng tới không nổi. Vậy nên chỉ ở nhà suốt ngày thôi. Dù sao thì ngày cưới cũng sắp tới rồi, đừng có lo. Được thôi, chừng nào chọn được ngày cưới thì báo mình. Giờ cậu đừng để bị mệt quá. Tới lúc đó mình sẽ tới giúp cậu. Được rồi, đừng gọi điện nữa, có bức xạ. Được, tạm biệt. Cả ngày đều không ăn cơm. Anh tới rồi, bánh kem bơ mẹ muốn ăn. Anh vào đi. Dễ tìm không? Rất dễ tìm. Đúng rồi, đây là tạp chí mẹ em kêu anh mua. Anh không mua sai chứ? Không sai. Không ngờ anh lại tốt với con như vậy. Đây đều là chuyện mà anh nên làm. Sau này anh sẽ đối tốt với em. Nỗ lực là một người cha tốt. Em xin lỗi. Lúc trước em luôn không tin tưởng anh, luôn trách nhầm anh. Nhà đồ ngốc. Đặt tên cho con chưa? Em nghĩ xong rồi. Con trai thì gọi là Đông Đông, con gái thì gọi là Nữ Nữ, có được không? Đông Đông, Nữ Nữ, cứ vậy đi. Em rót trà cho anh uống. Đừng đừng đừng. Lỡ động thai thì tính sao? Em ngồi xuống. Chậm chút. Anh cắt bánh kem cho em ăn. Đợi đó đi. Ai vậy? Tới liền tới liền. Ai vậy? Thiệt tình. Không vô bà đâu. Diệp Tịnh Nghi. Làm gì vậy? Diệp Tịnh Nghi, cô ra đây cho tôi. Bà làm cái gì vậy? Làm gì vậy? Ông không phải. Không sai. Tôi chính là cha dượng của cái người bị con trai bà hủy mất cuộc đời. Đúng. Diệp Tịnh Nghi. Hai người làm cái gì vậy? Đây là nhà của tôi. Gấp quá, tôi báo cảnh sát đó. Báo báo báo. Bà báo hay tôi báo? Thiệt là kết hôn rồi còn ở ngoài ngoại tình, còn làm to bụng của một đứa con gái. Tôi thấy cảnh sát tới đây rồi. Coi thử họ sẽ đứng về phía ai. Đúng vậy. Không phải muốn gọi điện thoại sao? Gọi đi. Gọi điện thoại đi. Gọi đi. Biết số không? 110. Gọi đi. Đây là nhà tôi đó. Hai người như vậy là đột nhập nhà riêng. Còn đột nhập nhà riêng. Tôi nói bà biết, tôi khách sáo với các người nên mới tới đây. Bằng không thì, nói, bà giấu con gái chủ tịch Diệp đi đâu rồi? Tôi mặc kệ là con gái chủ tịch gì. Nói đi, con trai bà khiến con gái tôi thành ra như vậy, bà tính một thường như thế nào? Thật là mẹ nào con nấy. Con gái hồ ly tinh của bà dụ dỗ con trai tôi, dạy hư con trai ngoan của tôi. Nếu tôi mà gặp nó, tôi sẽ nhổ sạch hết từng cọng lông của nó. Nói ai hồ ly tinh vậy? Con gái hồ ly tinh của bà. Nói ai hồ ly tinh? Tôi sẽ nhổ sạch mấy cọng lông già của bà trước. Đừng có đánh nhau mà. Lão hồ ly tinh, tiểu hồ ly tinh, lão hồ ly tinh. Có ngon không? Ngon. Thêm một miếng nữa. Thiến Thiến, em nói coi, con có thể nghe được lời chúng ta không? Đương nhiên rồi. Con được 8 tuần rồi, đã nghe được tiếng tim đập thình thịch rồi. Anh không biết đâu, mỗi lần nghe được tiếng tim con đập, em đều rất là hưng phấn. Em thực sự có thể cảm nhận được một sinh mạng đang sống sờ sở trong cơ thể em. Mà sinh mạng này là do anh cho em. Anh có muốn nghe tiếng tim con đập không? Được thôi. Là mình, Tịnh Nghi đây. Sao cô ấy lại tới?
Em không biết, em không có gọi cô ấy tới. Thiến Thiến, trốn đi, anh trốn. Lên lầu. Diêu Thiến Thiến, tới liền, tới liền. Mình còn tưởng là cậu không có ở nhà, lâu như vậy mới ra mở cửa. Mình và con đang nghe nhạc. Xa như vậy, sao cậu lại tới chi vậy? Mình đã nấu cho cậu món mà cậu thích ăn. Nghe nói là cậu không có ăn cơm, là mình lo chết đi được. Người mang thai sao có thể không ăn cơm được? Có người đã tới sao? Vừa rồi có một người bạn tốt tới thăm, đã đi rồi. Có người ở trên lầu sao? Không có. Là chuột thôi. Mùa này còn có chuột. Mẹ mình đúng thiệt là, cứ luôn không nỡ vứt đống rác đó. Một đống rác nát chính là để dụ chuột tới. Để mình coi cậu nấu món gì cho mình. Mì chua cay. Vậy sao? Giờ cậu đã có con rồi, muốn ăn cái gì đều có người chủ động đưa tới. Sao lại không nghe máy chứ? Không nghe là nó không dám nghe. Có gì mà không dám nghe? Nói bà biết, chuyện này căn bản không cần hỏi nó. Nó là do tôi sanh. Nó tuyệt đối không làm ra cái chuyện này. Không phải do con bà làm ra, con gái tôi có thể tự có thai sao? Chuyện này, bà còn có mặt mũi tới hỏi người khác. Bà nên quay về mà hỏi con mình đi. Cái đồ dụ dỗ đàn ông đã kết hôn, có gì mà không làm ra được? Với lại, bà có thể đảm bảo con gái hồ ly tinh của bà chỉ ở cạnh một con trai tôi sao? Cái bà lão khốn kiếp này, bà nói lại lần nữa coi. Con gái tôi ở trong trường, môn nào cũng đều thuộc hàng ưu tú. Nó là đại tài nữ, dựa vào đâu mà bà sỉ nhục nó? Tài tử rắm chó, nếu nó mà ưu tú như vậy, sớm đã gả đi rồi. Còn cần dụ dỗ đàn ông đã có vợ sao? Lại còn lén lút đi tuần trăng mật với người ta. Có mất mặt hay không? Nó là con tôi đã sớm bóp chết nó rồi. Bà nói lại lần nữa coi. Tôi cứ nói đó. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chúng ta đừng có đánh nữa, có được không? Nghiêm túc nói chút chuyện chính sự đi. Không chừng sau này hai nhà còn thành thông gia đó. Ai làm thông gia với ai? Mình đưa cậu đi xem váy cưới nha. Không được. Bộ dạng của cậu hiện giờ không thích hợp dạo phố. Vậy đi, mình lấy hai cuốn tạp chí cho cậu. Cậu xem thử trước. Ngày cưới của hai người đã chọn xong chưa? Vẫn chưa. Vẫn chưa nữa. Người lớn có thể kéo dài, con nít có thể kéo dài sao? Chuyện không đơn giản như cậu nghĩ. Sao vậy? Vẫn còn chuyện mà mình không biết à? Mình vẫn luôn không nói cậu biết. Người đàn ông đó đã kết hôn với người khác rồi. Cái gì? Không phải cậu nói bọn họ chia tay rồi sao? Kết hôn thì đã làm sao? Giờ ly hôn rất dễ dàng. Vậy người nhà của anh ấy thì làm thế nào? Người nhà anh ấy sẽ bị tổn thương. Lẽ nào mình và con không phải là người nhà anh ấy sao? Tụi mình nên chịu sự tổn thương sao? Đã biết như vậy sao còn bắt đầu? Cậu không biết gì hết. Tụi mình yêu nhau thật lòng, ai cũng không cản được. Mình thực sự không hiểu, người đàn ông như vậy có thể dựa dẫm sao? Dù cho anh ta ly hôn rồi, cậu có thể đảm bảo anh ta sẽ cưới cậu sao? Bớt giở trò đi. Cậu muốn uy hiếp lão nương. Nói bà biết, lão nương không trúng chiêu đâu. Tôi nói bà biết, nếu không muốn lão nương đánh bà nữa thì đưa cái bộ mặt già của bà cút ra khỏi đây ngay. Bà còn muốn chơi lớn sao? Bà còn làm lão nương của ai chứ? Bà đi làm lão nương cho Diêm Vương đó. Tôi nói bà biết, giờ con gái của tôi đang mang thai mà móng nhà họ Vương. Nhà họ Vương phải phụ trách cho tới cùng. Hôm nay tôi sẽ không đi đâu hết. Ngồi. Chúng ta đi thôi. Không đi. Hao hi với bà ta thì có tác dụng gì? Chúng ta đi tìm Diệp Tịnh Nghi. Không thì đi tìm chủ tịch Diệp. Tóm lại bất kể tìm ai, Vương Tiến cũng chết chắc rồi. Đúng. Ai có tiếng nói chúng ta đi tìm người đó? Đúng rồi, đi tìm chủ tịch Diệp. Đi thôi. Tôi thật không tin là sẽ có người chịu nói lý. Đừng vội, đừng vội. Có gì từ từ nói. Giờ không phải bụng con bà đã lớn rồi sao? Giờ chỗ cần dùng tiền nhiều. Hai người có yêu cầu gì cứ việc nói với tôi. Tôi sẽ ra đáp ứng hai người. Mời ngồi. Mời ngồi. Tịnh Nghi, mình buồn ngủ rồi. Cậu không biết đâu, người mang thai cực kỳ giỏi ngủ.
Được, mình về đây. Hộp cơm để ở chỗ cậu trước, hôm khác mình sẽ tới lấy. Đúng rồi, mình sẽ dọn dẹp trứng gác giùm cho cậu. Mùa này mà còn có chuột, mọi người cũng giỏi ghê. Tịnh Nhi, không cần. Để đó lát nữa mẹ mình dọn đi. Mẹ cậu lớn tuổi rồi, có thể cậu lại không tiện. Mình không giúp cậu thì ai giúp đây?